Chị ơi, em muốn cả thải độc cả tẩy ký sinh trùng cùng lúc thì có vấn đề gì không chị nhỉ? Được, cái đấy thì tốt quá, bởi vì là có những người không có điều kiện thì người ta mới sử dụng một sản phẩm một lần. Còn nếu như mình có điều kiện thì mình có thể kết hợp cả tẩy ký sinh trùng và thải độc cơ thể được. Cái này thì cả tốt quá chứ. Em kết hợp với cả thải độc cơ thể đồng nghĩa với việc việc cùng nhau nó đào thải luôn một lúc. Khi mà ký sinh trùng trong cơ thể thì nó sẽ đào thải độc tố rất nhiều. Và cái hiện tượng mà ký sinh trùng ấy, một phần sắc ký sinh nó qua đường tiêu hóa, một phần nó sẽ đọng lại trong cơ thể và từ đó nó gây ra độc tố, thì mình sử dụng luôn thải độc cơ thể. Cái này thì thải độc cơ thể không phải chỉ có gan không, mà nó có tác dụng ở trên 5 bộ phận trên cơ thể cơ. Bình thường trên thị trường thì em sẽ thấy là chỉ có thải độc gan riêng hoặc là thải độc phổi riêng, nhưng cái này thì nó lại có tác dụng trên 5 bộ phận của cơ thể, cho nên là chức năng gan của mình bị kém này thì bao giờ nó cũng kéo theo là đường ruột kém, thận của chúng ta nó đang kém nữa, chưa kể là nếu như em làm việc trong môi trường độc hại, khói bụi, ô nhiễm môi trường, cái chức năng phổi của mình nó cũng bị kém. Và nói thật là những người mà bị ký sinh trùng nhiều thì thường miễn dịch rất kém, có khi thay đổi thời tiết họ cũng có thể bị viêm họng, bị ngứa, rồi bị nhiều vấn đề khác nữa. Thế này nó sẽ hỗ trợ đào thải 5 chức năng trên cơ thể. Uống liền hai sản phẩm này có tác dụng phụ gì không? À, tác dụng phụ thì khi mình đào thải mạnh, mình sử dụng cái sản phẩm nào đào thải mạnh thì nó có cái hiện tượng đẩy ra ngoài da khá là nhiều. Một số người cũng có thể hơi bị đầy mụn, một vài người cũng có thể biểu hiện mẩn ngứa đấy. Thì nếu như trong trường hợp này thì mình cũng không phải lo được gì đâu, bởi vì cơ chế, bản chất cơ chế đào thải nó phải có độc tố, nó phải có chỗ để nó đào thải ra chứ. Một là qua đường tiêu hóa, hai là đường tiểu, và cái ba là gì ạ, đường tuyến mồ hôi. Thì khi qua tuyến mồ hôi thì nó sẽ đẩy ra da, có thể gây hiện tượng mẩn ngứa một chút. Vấn đề gì một thời gian sau tự nhiên vấn đề này khỏi. Còn nếu như mà em không sử dụng thải độc cơ thể, nó cứ tích tụ lại trong cơ thể của mình ấy, nó còn gây ra nhiều bệnh lý hơn cơ.